Thưa quý vị khán giả, như trước đó, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã phản ánh suối tự nhiên bị tác động ảnh hưởng đến dòng chảy, bao giờ xử lý dứt điểm. Và ngay sau đó, ngày 30 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu tiếp tục cử đoàn kiểm tra xuống làm việc với những người có quyền lợi liên quan, có đất dọc theo con suối nhằm đưa ra hướng giải quyết. Tại buổi làm việc vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 2023, theo các hộ dân, việc dòng chảy bị tác động khiến mỗi khi mưa lớn thì ngập úng toàn bộ diện tích canh tác cây nông nghiệp dọc theo bìa suối. Trước đây, tình trạng ngập vẫn có, nhưng chỉ khoảng một vài tiếng thì sẽ rút hết. Nhưng đây, nếu muốn rút hết thì có khi phải mất đến vài ngày. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì diện tích cây trồng có nguy cơ chết vì ngập úng. Chỗ cái cua này nè, nó rộng lắm. Bữa nước rút á, đi xuống dưới coi nhà chú Quang bỏ đất ra, đóng ngoài xa ra khoảng 2-3 thước rồi. Đóng cây, đóng lưng chừng mà mặt nước giờ không thấy đâu. Tới nước mới thấy. Thì lậu trên mặt đá là đá và lên khênh đó. Nguyên cái cua, cho nên giờ cái cua nước chảy nó chảy không được ngay cái cua đó. Từ cái hồi tháng 5 đến nay là hơn gần 3 tháng rồi. Thì em cũng chưa thấy được cái việc vấn đề là chú Quang khắc phục. Những cái tồn động nó vẫn còn như vậy. Thứ nhất là đá dưới lòng suối, chú Quang vẫn chưa thực hiện lấy lên. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Quang khẳng định là mình không lấn suối để ngăn dòng chảy và chảy tràn bên kia. Đồng thời, có khắc phục theo cam kết trong biên bản trước đó. Có hai vấn đề nói là, thứ nhất, không phải vì một hai cục đá đó mà nó sẽ gặp nước là không phải. Thứ hai, mình không hề lấn cái suối. Đấy là hai vấn đề mà mình trả lời. Còn vấn đề mà nói là khắc phục để cho nó giả hòa dư ý hai bên, giữa bên suối này và bên suối kia, mình đã có thực hiện. Cụ thể là những cái cọc đó nó cũng nằm trên bờ đây nha, cụ thể là trên bờ này vẫn còn cái cọc, và đá thì đã đưa vô phía trong đấy, ví dụ đá phía trong, chứ không phải là cọc điều khiển. Ở đây không phải là không có sự hợp tác, có hợp tác đồng loạt. Sau khi lấy ý kiến của các hộ dân có quyền lợi liên quan, có đất dọc theo hai bờ suối cao, Ủy ban Nhân dân xã Bến Củi đã thuê công ty tiến hành đo đạc, xác định mép suối theo bản đồ địa chính ở phần đất chạy dọc theo suối của ông Nguyễn Hữu Quang. Về phía Ủy ban Nhân dân xã Bến Củi cho biết, sở dĩ kéo dài đến hiện nay là do nước mưa rất nhiều nên khó xác định các tảng đá và các trụ bê tông đang nằm ở đâu để xử lý dứt điểm, nên rất khó để khắc phục liền. Đây cũng là lý do khách quan. Tôi muốn là hài hòa giữa gia đình chú Ché và anh Quang thì phải có một cái thời gian nào đó để cho cái dòng nước nó lắng xuống, rồi mình xác định cụ thể là mình sẽ xử lý toàn bộ những cái vấn đề này. Còn trong quá trình mà anh Quang đã ký vào biên bản làm việc lần này nữa rồi mà anh Quang không có đồng ý để thực hiện vấn đề này thì chúng tôi sẽ có một cái văn bản kiến nghị lên các ngành chuyên môn của Ủy ban huyện sẽ tham mưu xử lý theo cái vi phạm pháp luật. Theo một cán bộ thuộc phòng nông nghiệp huyện Chư Minh Châu, do hệ thống suối này nằm trong vùng tiêu từ công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng, mà đặc biệt là kênh Chính Đông. Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây ăn quả cũng làm thay đổi quá trình tích trữ nước. Cái con suối Bồn Lợi này nó liên quan tới 3 huyện á, thì cái này chắc là sẽ ghi nhận và đề xuất với sở nông nghiệp á, là có cái giải pháp để nạo vét cái tiếng này để cho nó đồng bộ hết là từ thượng lưu cho tới hạ lưu thì nó đảm bảo cho cô bác an tâm sản xuất. Ủy ban Nhân dân xã Bến Củi đã đề nghị ông Nguyễn Hữu Quang khắc phục các trụ xi măng trong thời gian 15 ngày. Trong trường hợp mưa bão không thực hiện, địa phương sẽ làm việc lại với các hộ dân để thống nhất thời gian thực hiện theo nội dung ghi trong biên bản.